Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc điêu khắc gỗ không còn thủ công như trước mà còn có sự hỗ trợ của máy móc. Phổ biến nhất hiện nay phải kể đến máy điêu khắc gỗ CNC. Công nghệ điêu khắc gỗ bằng máy CNC là dạng máy được điều khiển tự động với sự trợ giúp của máy vi tính. Khi sử dụng máy thì sản phẩm tạo ra đúng với bản vẽ đã thiết kế, rất thuận lợi trong gia công khắc gỗ theo đơn đặt hàng. Với niềm đam mê nghề mộc từ nhỏ, anh Trịnh Úc Em, 32 tuổi, ở khóm 2 phường 1 thị xã Giá Rai đã tự tìm tòi học hỏi và mạnh dạn đầu tư máy móc. Theo yêu cầu của khách hàng, anh Úc Em chỉ cần thiết kế bản mẫu trên máy vi tính, sau đó lập trình mẫu sản phẩm thì máy sẽ tự động đục khắc gỗ. Từ đó giúp anh giảm được thời gian, chi phí gia công và giảm thiểu những sai sót trong khâu phá gỗ tạo hình mà sản phẩm lại sắc nét, sinh động và tinh xảo hơn. Điểm đặc biệt cần nói đến của mô hình này là đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường, bởi các quy trình đều nằm trong hệ thống khép kín, được xử lý tiếng ồn và bụi gỗ. Mô hình sản xuất của anh Úc Em bước đầu đã khẳng định một hướng đi mới lạ và hiệu quả, nhờ đó giúp lan tỏa được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi ước mơ trong lập thân lập nghiệp, chủ động ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ của tuổi trẻ hiện nay.